Xin chào, xin mời đến với tòa sơ thẩm Massachusetts. Các video này nói về vụ khiếu kiện nhỏ là gì? Làm thế nào để nộp hồ sơ cho một vụ khiếu kiện nhỏ? Cần làm gì nếu ai đó nộp hồ sơ kiện quý vị? Làm thế nào để chuẩn bị cho một phiên tòa? Làm thế nào để kháng nghị nếu quý vị thua kiện? Và làm thế nào để nhận tiền nếu quý vị thắng kiện? Bất kỳ lúc nào, quý vị cũng có thể tạm dừng video này hoặc chọn một video khác từ danh sách. Video này chỉ cung cấp những kiến thức cơ bản và nó không tư vấn pháp lý cho quý vị. Quý vị có thể tìm thấy tất cả các mẫu đơn khiếu kiện nhỏ được nêu trong video này và những sự trợ giúp khác, kể cả tài liệu bằng các ngôn ngữ khác, trên trang web của tòa sơ thẩm.